À, bài này hướng dẫn các bạn làm cái menu mà sử dụng với Wget Area trong Platform. Thì để làm được á, thì mình phải có quyền đăng nhập vào quản trị nha. À, đầu tiên mình phải chia lại cái layer này làm hai phần, edit đó nè. Thì chỗ đây mình có cái nút edit by edit unit builder nè. Rồi sau đó mình add một cái content, add một cái row, chia làm hai phần, bên lớn bên nhỏ, đúng không? Rồi nhỏ bên lớn nè. Rồi sau đó ok, apply. Mình chọn nó là small, nghĩa là mình cho nó hở nhỏ thôi. Ok. Cái row này mình kéo lên trên để những ý mình để đây. Rồi slider mình sẽ kéo vô trong cái column 4.2 này đi, kéo lên đây. Đó. Nhưng mà ở đây mình thấy bự quá, mình cho nó nhỏ lại chút thôi. Nó kéo qua, cầm chuột kéo qua. Ok. Rồi, mình view website thử coi. Mình chia xong, mình view website thử. Mình thấy mình sẽ có một bên trống, một bên chứa cái slider, đúng không? Và tiếp theo bây giờ mình sẽ làm ở cái đây là mình có một cái danh mục sản phẩm, một cái menu gì đó để cái chỗ này. Ý của mình muốn như vậy. Thì bây giờ tiếp theo mình cái nào làm được mình làm trước ấy. Tôi nói như cái nào làm được mình làm trước. Thì đây mình sẽ làm được cái tiêu đề ở chỗ này làm được, đúng không? Cái tiêu đề chỗ này mình làm được. Cái tiêu đề thì mình sẽ chèn cái title lên. Đây có một cái gọi là title và tiêu đề. Thì cái title này bình thường quá nó không có gì đẹp, nhưng tôi chỉ các bạn làm cái khác, cái title khác, message box. Chủ message box này là cái title nè. Message box này. Đó, thì message box này mình sẽ có một cái background color mình chọn. Ví dụ đây không biết màu gì đúng không? Thì mình sẽ lấy cái màu nào đó đi. Đó, lấy cái màu này đi, ví dụ chẳng hạn. Đó. Rồi cái này bắt chung mình cho nó vừa thôi. Đó, ok. Rồi tiếp theo, sổ cái message box ra. Sổ ra nữa, sổ ra tới trong luôn. Cái này nó chia làm column, nó chia làm 9-2 nè. Thì mình xóa bớt cái chỗ hai đi, mình lấy mình muốn chia cho đầy luôn là 12, đầy luôn cái phần này là 12 lối, đúng không? Đó. Còn cái chữ này mình sẽ sửa lại cái tiêu đề, mình dứt đôi chuột vô cái sửa trở thành lại từ danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm đó, chẳng hạn đây cho ra giữa đó. Ok. Đôi chuột vô đây để mình bấm vô đây để mình sửa lại là cho nó đậm đi ha. Đấy. Đó, ok. Mình có chữ danh mục sản phẩm nhưng mà mình chưa có mấy cái dưới. Giờ mình tiếp theo mình làm mấy cái dưới. Cái dưới làm sao? Cái dưới mình sẽ làm bằng cách mình sử dụng cái Wget chèn vô đây. Thì đây mình sẽ vô phần là Appearance Wget Area này nè. Mình tạo mình một cái cái vùng chứa đó, menu led chẳng hạn nha. Rồi sau đó mình tiếp theo mình sẽ vô menu để mình tạo ra cái menu danh mục sản phẩm. Mình tạo ra menu danh mục sản phẩm, đây có sẵn rồi, tôi làm mới luôn cái nữa nha. Danh mục sản phẩm số 2 đi. Rồi sau đó mình fill option mình set vô product category đây để mà nó hiển thị ra cái product category dưới đây. View đưa qua chăm sóc hay công nghệ chẳng hạn, bỏ qua. Rồi những cái con bỏ qua luôn, qua luôn con ở chăm sóc nhầm mà con đây. Rồi tiếp tục qua giờ mình thêm nữa, giờ tôi thêm ra cho nó dài ra ha, cho nó tràn ra, tôi thêm cho nó tràn ra ha, cho nó dài xuống, thì những tôi ít quá.
Rồi, xem lại. Xem lại nhưng mà cái chỗ này mình không còn chọn gì hết nha. Giữ nguyên không chọn gì hết. Rồi vô mình sẽ vô widget á. Vô widget mình sẽ nãy mình tạo ra một cái vùng tên là menu led đây, mình sẽ lấy cái menu ra. Menu có tên là navigation menu, giữ chuột lôi lên. Đây. Và mình select, mình chọn như một sản phẩm 2 của mình. Xem nó lại. Rồi qua đây để mình coi. Coi ra chưa? Không có tiêu rồi. Chưa ra. Lý do tại vì mình đây mình chưa gọi nó lên. Để gọi nó lên thì mình sẽ sử dụng tiếp edit chỗ này để mình sửa. Ngay đây đúng không? Ngay đây này chỗ edit của mình quay lại. Message box mình xong mình thu lại. Ép dưới message box này một cái là WS Re. Đó, WS Re này mình sẽ chọn vô cái gì đây. Đây không show ra, lý do là mình mới tạo bên kia, bên đây mình chưa load lại. Để mình lấy F5 để load lại nó. F5 để load lại thì mình không thấy ra. Tại vì nãy mình tạo bên kia rồi, nhưng mà đây nó không hiện ra là do nó chưa load lại. Để cho load lại đi, rồi mình làm lại. Rồi làm lại ha. Kế tiếp một cái là widget area và cái menu led đây. Ok. Top test. Đó. Đó, muốn sát vô thì mình chọn đây, ví dụ muốn sát vô thì mình chọn ở đây, nó đây là nó sẽ sát vô. Và con slot sẽ sát vô cho mình. Rồi. Đó. Rồi, còn tên F5. Đó. Muốn thêm ra nữa thì dễ chui ra cho mình tiếp. Ví dụ như là muốn gắn icon cũng được. Gắn icon thì sẽ cài một cái login icon để icon menu để mình gắn vô.